Kính thưa quý vị, chiều ngày 10 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo định kỳ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Trả lời câu hỏi về kết quả thanh tra, kiểm tra các đơn vị mua kit test của công ty Việt Á, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo từ đơn vị chức năng, thành phố Hồ Chí Minh có 3 bệnh viện mua kit test của công ty Việt Á, gồm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện thành phố Thủ Đức và bệnh viện quận Bình Tân. Hiện cơ quan chức năng đang thanh tra và chưa có kết luận. Do vậy, bà Mai cho biết khi nào có kết quả kiểm tra thanh tra thì Sở Y tế sẽ có thông tin cụ thể. Trước đó, hôm 23 tháng 12 năm 2021, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã ghi nhận có 2 cơ sở y tế công lập mua sắm kit test PCR của công ty Việt Á, đó là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và bệnh viện thành phố Thủ Đức. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 kit test và bệnh viện thành phố Thủ Đức mua 65.870 kit test. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, đến nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố tổng cộng 19 bị can về các tội vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài lãnh đạo và nhân viên Công ty Việt Á, nhiều bị can khởi tố là Giám đốc CDC các tỉnh, lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Phan Quốc Việt, tức Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, đã bắt tay với các đối tác để nâng khống giá kit xét nghiệm khoảng 45%, qua đó thu về số tiền hơn 500 tỷ đồng. Đặc biệt, số tiền mà Công ty Việt Á chi hoa hồng cho các đối tác lên tới gần 800 tỷ đồng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.